từ xứ sở của những khẩu dân chủ đến với bộ phim mà tên sát nhân sử dụng bình bóng cười thay vì bắn súng, hắn ta độc ác đến nỗi sẵn sàng giết trẻ em, cảnh sát, nhân vật chính, vợ của nhân vật chính. Và điên rồ hơn hết là dám mang quả đầu xấu vờ cờ lờ này ra đường. Bộ phim bắt đầu với lời kể của ai đó về Minh Béo phiên bản vũ trụ DC. Vì tên này mới thảm sát một cô bé 14 tuổi, dù đã nhiều lần tìm cách tống hắn vào tù. Nhưng mãi đến hôm nay, cảnh sát mới bắt được gã sát nhân cùng bình bóng của hắn vào tù. Trên đường vận chuyển, nam cảnh sát đã gọi điện chỉ dẫn cho đồng nghiệp đến áp giải Anton về nhà tù của bang. Mỗi tội chỉ dẫn không rõ ràng khiến Anton ôm cổ anh ta thật chặt từ phía sau bằng còng số 8. Sau màn ôm chữ tình đầy ấm áp, hắn mang bình bóng và thảnh thơi cướp xe cảnh sát rồi đi trốn. Giữa đường thấy cái xe khác đẹp hơn, Anton ra hiệu tấp vô lề, gọi tài xế ra ngoài. Biết ông Bùm không? Ông Bùm nào? Bùm! Hắn dùng bình bóng đục một lỗ giữa trán của lão tài xế. Cùng lúc ấy, tại một nơi hoang vắng, hội đàn ông bị cam sông 2022 đang thảnh thơi nhai lại nỗi đau của mình, thì tự dưng có một lão cao bồi tên Moss đang nhăm nhe bắn què giò bữa tối của mình. Đoàng! Một tiếng động vang lên, nhưng con hươu có vẻ chưa ngã xuống. Lần theo vết máu của con thú bị thương, Moss vô tình lạc vào một nơi giống như sân Mỹ Đình. Cỏ không thể mọc, con xác người nằm la liệt, cảnh tượng rất ư là đáng sợ. Moss tiến gần đến chiếc xe màu vàng. Ở đây, ông gặp một người Mexico gốc Việt Tân, vì cứ luôn mồm đòi nước. Thay vì cứu lấy lão ta, Moss chọn lấy khẩu súng và để gã người Mễ thoi thóp trên ô tô. Sau đó, Moss phát hiện phía sau xe là cả núi bánh khả, hàng tuyển mới nhập từ Cao Bằng. Lúc này, Moss mới hiểu ra đây là hiện trường của một vụ trao đổi hàng trắng quy mô lớn. Anh ta quay lại, tra khảo gã ba que gốc Mễ kia. Bao giờ thì xây xong được bức tường? Trả lời, nhưng người chết thì không kể chuyện, còn người nghiện thì lại ít trình bày, nên hắn im bặt. Moss lần mò khu vực quanh đó và tìm thấy một gã nghẹo đang trên đường đi gặp Chúa. Từ người gã này, anh ta lút được một khẩu lục bạc cùng với chiếc vali đầy tiền như của Mr. Beast. Cảm thấy buổi đi săn này như vậy là thành công, Moss liền đi quay lại xe, trở về nhà nơi người vợ yêu quý đang chờ đợi. Về đến nhà, Moss liền cất vội khẩu súng bạc và chiếc vali. Thấy ông chồng mình hôm nay hơi lạ, vợ Moss liền gửi 1000 câu hỏi vì sao đến phía Moss. May mà anh tôi tỉnh táo, lướt qua câu hỏi cứ như cơn sóng, không thì lại đúng như tên phim, không trốn dung thân, đêm ngủ ngoài sofa. Sau một đêm nồng cháy, trời còn chưa sáng, chi pu còn chưa kịp gáy, Moss đã xách ba lô lên và đi. Trước khi lên đường, Moss còn thủ thỉ với vợ là sắp đi gặp mẹ. Bro, mẹ anh chết rồi mà. Ừ thì đấy. Moss quay lại chỗ tên ba que, nhưng ở đây anh thấy một hiện tượng lạ. Trong đêm nhá nhem, tiếng súng từ đâu vang lên, hướng về phía Moss. Moss chạy ngay khỏi chỗ đó, vượt mọi chướng ngại. Nhưng độc lạ thay, một viên đạn vẫn găm được vào lưng Moss. Chạy đến gần sông thì một con pitbull đuổi đến nơi, định cạp gã cao bồi. Nhưng xin lỗi, phòng này không chơi răng, nên Moss dùng súng bắn hạ chú chó. Đúng lúc này, chúng ta lại đi xem vlog của Anton Trigger. Hắn đang đi mua xăng và tìm mua binh chi linh ở một tiệm tạp hóa. Anton đặt ra nhiều câu hỏi với vẻ mặt rất chi là hứng thú, khiến ông chú toát hết cả mồ hôi. Anton quyết định tung đồng xu may rủi, quyết định mạng sống của người đàn ông xấu số. Ông chủ tiệm may mắn chọn đúng và được tiếp tục sống tại căn nhà của bố vợ. Moss giờ sau khi bị người bắn, chó đuổi thì biết mình đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, nên đã quyết định đuổi vợ về nhà với mẹ, rồi tới một nhà nghỉ ở Del Rio nhằm giấu tiền ở một cái lỗ thông gió. Không biết rằng Anton đã được thuê để truy tìm chỗ tiền mà Moss đang giữ. Lúc này, tên sát nhân với kiểu đầu ăn tết cắt hỏng đã tìm đến hiện trường vụ án, vớ được một chiếc định vị ở đây. Bản năng sát thủ đưa Anton đến nhà của Moss, và hắn tìm được hóa đơn điện thoại rất chi là khả nghi. Sau đó lục tủ lạnh và bú nguyên chai Vinamilk, rồi ngồi đợi Moss trở về. Ngồi xem và ấn like hết 10 video của The Reviewer mà vẫn chưa thấy Moss đâu. Hắn hơi buồn nên đến một bà béo gần đó hỏi thăm. Mỗi tội bà này mỡ thì nhiều, nhưng thông tin về Moss thì là ít, nên Anton không moi được gì. Một người khác cũng không moi được gì, đó chính là cảnh sát trưởng Ed. Sau khi cùng cộng sự tìm thấy xe của Anton đang bốc cháy ở gần đó, lần theo dấu vết, họ đến được nhà của Moss, nhưng Anton đã rời khỏi đây, do một lần nữa lại để sống mất kẻ thù ác. Ed ngồi xuống bực dọc, nhưng thay vì vội vã đi truy tìm Anton tiếp, viên cảnh sát trưởng từ tốn cầm chai sữa bên cạnh để làm một hớp. Đéo hiểu sữa tẩm đá hay gì mà ai cũng uống vậy. Tên Anton gọi vào từng số điện thoại trên hóa đơn nhà Moss hòng tìm ra manh mối. Trong đêm hắn chạy xe tới Del Rio để truy tìm Moss. Moss lúc ấy bỗng có dự cảm, nơi mình trốn sắp thành quán bar đồng tính ở Mỹ, nên đi mua một ít đồ cùng một con shotgun về để chuẩn bị chống trả. Chàng cao bồi thuê thêm một phòng nữa, lấy sơ đồ nhà nghỉ để sẵn sàng ứng chiến. Anton lái xe qua khu vực này và chiếc định vị bắt đầu có tín hiệu. Hắn vào nhà nghỉ của Moss, lần mò từng căn phòng. Ở đây, Anton đen đủi tìm thấy căn phòng sát căn phòng mà Moss thuê, bắn chết ba mạng người. Sau đó cởi đôi tất dính máu cho êm gót chân, rồi hắn mới bắt đầu lục tung căn phòng và tìm ra dấu vết của vật nặng được kéo đi khắp phòng, rồi mới hướng về vị trí lỗ thông gió. Ở một nơi khác, tên bán mai thúy thuê Carson Wells tìm lại chiếc vali tiền, thứ mà Moss đang giấu kỹ tại một khách sạn ở biên giới Eagle Pass. Đến đây, gã cao bồi mới tự hỏi, quái, tại sao mình đi đâu cũng bị gã kia tìm thấy được nhỉ?
Thế là lúc này, Moss mới phát hiện ra cái máy theo dõi nằm lẫn giữa đống tiền. Nhưng mà đã quá muộn, tên sát nhân đầu moi đã tới và hai người đấu súng bùm chiếu trong bóng tối như là Black Panther 2. Moss bằng một cách nào đó tẩu thoát thành công, rồi quay lại khách sạn và chạy ra cửa sau. Nhưng Anton Trigger bám sát cực gắt, hắn ta truy đuổi Moss đến cùng. Và rồi điều gì đến cũng phải đến, Anton ký vào ngực Moss bằng một viên đạn dài bằng cu tôi khi cứng. Thằng cao bồi bắt đầu nghe thấy Xuân này con không về, thì may mắn được anh tài xế vô danh cứu giá kịp thời. Thấy anh tài xế sắp hỏi gì đó, Anton liền gửi tặng anh một viên vào cổ và một viên vào đỉnh đầu, cho anh đỡ phải suy nghĩ. Moss lúc này phải tự mình lái xe băng qua làn đạn bay tới tấp. Sau màn ôm vô lăng vượt qua mưa bom bão đạn, Moss quyết định dừng xe bên đường và trốn gần đó đợi Anton xuất hiện. Qua tấm gương trên tường, Moss thấy hắn đang ngẩn ngơ tìm manh mối. Cơ hội đã tới, Moss tấn công bất ngờ khiến gã sát thủ chạy quên cả súng. Tuy nhiên do đã mất quá nhiều máu nên Moss giờ quá yếu ớt để đuổi theo. Anh mua lại quần áo và chai bia của một nhóm thanh niên gần đó, ném vali tiền sang bãi cỏ bên cạnh rồi khử trùng vết thương. Anh bước sang biên giới Mexico và gục xuống bên vệ đường. Khi Moss tỉnh dậy, anh được ngọt phiên bản Mexico cứu và đưa đến bệnh viện. Gã sát thủ đầu cắt moi lúc này cũng đang bị thương ở má đùi. Hắn làm nổ tung một chiếc xe, tranh thủ hỗn loạn, cướp được ít đồ dùng y tế, rồi sau đó tìm cách trị thương. Sau khi ngâm chân trong nước, hắn tự sơ cứu và khâu lấy vết thương. Tại bệnh viện, sau khi mở mắt, trước mặt của Moss là Carson Wells với một bó hoa nhiều màu sắc. Wells kể cho Moss tất tần tật về tên sát thủ máu lạnh Anton Trigger. Tên hắn là Anton và họ hắn là Trigger. Wow, thông tin hữu ích thật đấy. Cảm ơn Bầu Đức. Ủa rồi các bạn mong chờ gì từ một thằng buôn mai thúy? 20 trang PowerPoint và diễn văn dài có luận điểm rõ ràng à? Nói chung là Wells muốn Moss đưa ra cái vali và đổi lại Moss sẽ được sống. Cùng lúc đó, cảnh sát trưởng S đã tìm ra vợ của Moss và thao túng tâm lý cô, hòng dò hỏi thông tin về tung tích của Moss. Sau khi không moi được gì từ Moss, Wells trở về khách sạn để dùng bữa tối. Thì Anton từ đâu thình lình xuất hiện, hộ tống Wells về phòng. Tại đây, cả hai có cuộc nói chuyện thân mật. Cơ mà do bị Anton dí hàng nóng nên Wells đã vã mồ hôi như tắm. Bỗng tiếng điện thoại reo lên. Anton tiễn Wells đi gặp mẹ của Moss. Rồi hắn ta nhấc máy, gặp Moss ở đầu dây bên kia. Do đau chân vì chấn thương đùi, hắn yêu cầu Moss tự sang đây, hai tay dâng vali cho hắn. Thì may ra hắn sẽ tha cho tính mạng của vợ Moss. Giao kèo có vẻ thú vị. Moss liền trốn khỏi bệnh viện. Nhờ da trắng nên anh đường đường chính chính đi từ Mexico sang Mỹ. Sau khi gặp đồng chí Tờ Linh, Moss lên đồ tới lấy vali và gọi cho vợ. Tuy là người hướng nội, nhưng mong muốn cuối cùng của Moss lại là được gặp vợ cùng toàn bộ gia đình bên ngoại. Anton mò đến tên trùm mai thúy đã thuê Wells, tiễn hắn sang thế giới bên kia, rồi cướp một xe chở gà hòng xóa sạch dấu vết. Cảnh sát trưởng S sau khi được vợ Moss chỉ điểm, mò tới nơi không phải trường học, nhưng lại sắp có một vụ xả súng. Nhưng ông đã đến chậm một bước. Moss lúc này đã đi gặp mẹ được một lúc. Vợ của Moss đến nơi và khóc cạn nước mắt vì thương tiếc cho chồng. S từng nhớ rằng trong quá khứ, Anton hay có sở thích quay lại hiện trường vụ án, vì hắn là một tên sát nhân biến thái nhân cách, luôn muốn nhìn lại thành quả của mình. Thế là S mới quyết định quay lại hiện trường mà Moss bị bắn chết, phát hiện khóa cửa đã bị bắn tung. Ông tưởng tượng phía sau cánh cửa là Anton với đôi mắt láo liên nhìn rất sợ. Viên cảnh sát trưởng yếu đuối đẩy cánh cửa ra, nhưng trong căn phòng chỉ có bóng tối. Ông ra soát kỹ càng mọi ngóc ngách của căn phòng, nhưng không thấy một ai. Cửa sổ trong phòng tắm vẫn khóa kín, còn lỗ thông gió đã bị tháo tung. Lúc này, có vẻ sự sợ hãi đã khiến cho Ed bị hoang tưởng. Ông từng nói Anton giống như một bóng ma, và nó ám ảnh tâm trí của viên cảnh sát đến nỗi. Giờ đây trong lúc căng thẳng, Anton như vẫn đang rình rập, trực chờ lấy mạng của ông. Lúc ấy, Ed mới nhận ra, ông đã quá mệt mỏi with all this bullshit. Việc để Anton chạy thoát một lần nữa vớ vẩn lại hay. Vì như thế, viên cảnh sát có thể gác súng nghỉ ngơi. Vài ngày sau đó, Ed đến gặp người chú của mình. Ở đây, ông than với một người già hơn mình rằng bản thân đã quá mệt mỏi và không còn sắc bén để có thể theo kịp hành động của tội phạm. Chú ông cho rằng, dù có cố thì Ed cũng sẽ giống như Batman, không thể ngăn cản tội phạm lộng hành vì cái xấu quá nhiều và phát triển mạnh mẽ, lấn át cái tốt. Về phần vợ của Moss, sau khi trở về từ tang lễ của người mẹ mới mất vì ung thư, cô trở về nhà và lần đầu được gặp gỡ tên sát nhân máu lạnh Anton Trigger. Cô ngồi xuống, đối mặt với quỷ dữ, người cô run lên cầm cập. Anton nói rằng hắn đến đây để thực hiện lời hứa với Moss, rằng trong lúc căng thẳng, thay vì cứu sống vợ mình, Moss đã chọn cầm số tiền và bỏ trốn. Sau khi chu toàn mọi việc, Anton bước ra khỏi căn nhà của hai vợ chồng, nhìn lại đôi giày xem có dính máu hay không, để còn biết mà giặt. Hắn lái chiếc xe của mình, nhìn ngắm bầu trời trong xanh, với hai đứa trẻ đang đạp xe qua kính chiếu hậu. Bất ngờ một chiếc ô tô lao tới, đâm vào xe của Anton, khiến hắn lòi xương tay trái. Hắn lết ra vỉa hè, mua một cái áo của trùm cuối, khoác lên mình như là vua mặc long bào. Đi ra đường chó nhìn sợ không dám sủa. Nếu mặc áo trùm cuối từ đầu phim, Anton có lẽ đã không phải vất vả mà cầm được vali tiền, không phải ngồi thở hổn hển trả lời câu hỏi thiểu năng của hai thằng danh con như lúc này. Rồi Anton đi những bước lững thững biến mất khỏi khung hình. Bộ phim kết thúc với việc cảnh sát trưởng S kể về hai giấc mơ kỳ lạ. Giấc mơ thứ nhất là ông đánh mất tiền mà người bố đã cho ông. Giấc mơ thứ hai, S ngồi trên ngựa băng qua những ngọn núi trong đêm tối, trời lạnh và có tuyết. Bố của ông đi ngang qua và không nói gì. S nhìn thấy trên ngực ông có cái sừng và nó phát sáng, thứ mà theo logic phải ở trên đầu ông. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra,
thì ông già đã tạo ra một ngọn lửa thắp sáng đêm tối. Giấc mơ này như ẩn dụ rằng Ed vẫn còn ám ảnh về Anton Trigger và những cái chết do hắn gây ra. Ông chấp nhận rằng bản thân đã quá già để đứng lên chống lại cái ác. Ed đau xót thừa nhận sự thất bại của bản thân. Giờ đây, ngay cả việc bản thân giỏi nhất Ed cũng không làm được. Lúc này, đúng như tên phim, viên cảnh sát trưởng đã trở thành một lão già không trốn dung thân. Và tôi Quán Quại, xin chào và hẹn gặp lại.